Như vậy thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết sản phẩm này. Ấn đây vào, ấn vào đây, ấn một cái sản phẩm nào đó nó báo lỗi này. Như vậy ở chỗ này ta có product detail, thì các bạn mở cái thằng mở cái giao diện ra. Ở đây có product detail thì các bạn đổi tên này lại là product detail. Bệt bè. Chú ý product detail là product cái trừ nhá. Được chưa? Và cái thằng này không được thầy làm thì chưa cắt header và footer, thì chú ý cắt header và footer. Đây, trên menu các bạn viết đi. Trên menu này. Được chưa? Và ở phía dưới gì? Content. Viết đi. Và đây ta thực hiện. Rồi header và footer vào. Đây header đây. Copy nó cho nó nhanh. Ở đây là footer. Và ở trên là gì? Header. Khi các bạn lấy giao diện của thầy thì ở chỗ này các bạn sửa cái này cho nó hợp lý luôn này. Đừng giật này là trân chủ. Trân chủ là đuôi là gì? Bét bê này. Còn chi tiết sản phẩm thì để nguyên như vậy. Để một tí là ta nhúng dữ liệu đồng vào đây. Được chưa? Rồi xong nè. Chạy lên. Rồi như vậy là đây là chi tiết sản phẩm này. Giao diện của nó như vậy này. Thì giờ ta cần phải truy vấn dữ liệu. Thì các bạn nhìn vào đường link ở chỗ này. Được chưa? Đường link ở đây này. Các bạn lên phía trên của chi tiết. Rồi. Rồi lên phía trên chi tiết. Thì chú ý một tí là ta xử lý cái nùi này nha. Thì đầu tiên ta phải lấy cái giá trị của thằng biến salute đi ra. Lấy nó ra thì ta sử dụng là gì? Salute đi bằng request salute. Tập trung làm bài nhìn đây nè. Và cái này ta lấy sản phẩm ra. Cái này là sản phẩm. Như vậy là ta phải đụng đến cái gì? Model tên là product, đúng không? Product đây, như vậy ta phải user app model as set product. Đây. Như vậy khi mà ta có được cái này đây thì ta sẽ lấy chi tiết của sản phẩm đó ra. Thầy mở cái cơ sở liệu để ta hiểu vấn đề. Như vậy ta sẽ lấy ra cái product này bằng này. Product, cái trừ product này có nên dùng không nhỉ? Thôi, round product đi. Hay là pro đi. Tại sao thầy không muốn đụng? Tại vì trong quá trình dùng thầy có sử dụng cái trừ product này rồi. Thầy sợ nó đụng tên. Cách tốt nhất là ta có thể đặt là round product hay là gì đó. Tùy mình. Cái đó không yêu cầu nhé. Đây. Và đây ta thực hiện where. Chú ý cái này có một đúng chỉ ghi chữ first này. Đấy, nó ghi thế này này. Bảo không lấy được này nha. Thì chú ý luôn là gì? Chữ first thì ghi cho đúng này. Được chưa? Và điều kiện đó là gì? Điều kiện là ta chỉ lấy những mẫu tin có trạng thái. Bằng một. Đó là trạng thái bằng 1 nè. Ok. Rồi. Thứ hai, ta sẽ truy vấn mẫu tin đó có salute bằng biến salute. Biến chứ xin lỗi, biến thì đừng có ghi dung nháy em bên. Biến salute ở trên này. Như vậy cái biến này bị đưa lên trên này. Để xuống dưới là toang nha. Thì đưa lên trên. Như vậy ta bị đưa cái biến này vào chỗ này. Như vậy ở chỗ này nó sẽ trả về cho chúng ta là một mẫu tin. Thì ta sẽ in thử vào của chỗ chi tiết sản phẩm này. In. Lấy ra name. Tên. Ok. Trái đây. Oh. Salute đúng hiệu. Sao salute không hiểu giống số 6 nhỉ? À thiếu chữ gì? Chữ S nè.
Rồi. Đây. Thấy cái tên nó nằm chỗ này chưa? Rồi, như vậy nhưng có một số người hỏi: "Thầy ơi, cái tiêu đề của em muốn làm đồng luôn đi." Cái tiêu đề đây này này. Thế tự nhiên mà trang chi tiết sản phẩm mà tiêu đề nó lại là hố, đúng không? Như vậy để mà làm đồng thì ở đây các bạn phải mở cho thầy cái tập tin header đó ra. Và các bạn phải lên ở chỗ này nè. Lên ở chỗ này các bạn phải làm đồng cái tiêu đề này ra. Được chưa? Làm đồng ở đây thì ta sẽ in ra cái biến có tên là title. Được chưa? In cái biến title. Nhưng in thế này nó sẽ bị lỗi. Nếu như chạy thế này nó bị lồi thì nhìn này, nó lồi này. Thấy chưa? Nó không ra được cái tên biến vào đây. À, thì ở đây để mà đảm bảo an toàn thì các bạn sẽ thực hiện ghi dấu hỏi cho thầy. No title. Hay là người ta gọi là title default á. À, như vậy ở chỗ này để đảm bảo việc là có thì in mà không có thì in chữ này thôi. Được chưa? Như vậy giờ chạy ra nó ra chữ no title này cho nó không lồi nữa. Được chưa? À, như vậy giờ ta muốn cái thằng này in ra thì làm sao? Thì ở đây ta sẽ khai báo cho nó một biến title bằng, ở đây là chi tiết sản phẩm, thì ta sẽ lấy cái tên của sản phẩm ra. Tiêu đề này là tiêu đề đồng. Được chưa? Tên sản phẩm khác thì tiêu đề nó khác. Như vậy ở đây ta sẽ chạy lên thì các bạn thấy cái tên ở chỗ này này, nó được mang lên chỗ này luôn rồi. Ok, thì quay về này, quay về đây này. Giờ thầy ấn cái sản phẩm này nó ra tên khác này. Ok chưa? Rồi thứ hai, tên này cũng phải là đồng luôn đúng không? À, đồng luôn thì ta sẽ in cái tên đồng luôn. Như vậy cái tên ở chỗ này này, in chỗ này rồi. Thì ta cũng in vào đây luôn. Tên sản phẩm đâu? Tên. Đâu rồi nhỉ? Ở cái cột phía dưới đây. Tên sản phẩm đây. Được chưa? Rồi còn cái thằng này là mô tả. Mô tả thì đây ta sẽ lấy từ detail. Detail này, trong cơ sở liệu nó có một cái trường là detail. Đây nè. Đây. Cái trường là detail ha. Đúng detail hay content? Nhìn mình nhìn cái cơ sở dữ liệu thực tế. Đây là detail hay content? Đây, ở đây là gì? Detail. Như vậy ở đây ta sẽ ghi chữ detail này. Detail ở đây. Oh, sorry, ở đây là tên rồi. Đúng vậy, detail đây. Đây, cái line này, nó ra này. Wow, nhiều thông tin quá nhỉ, đúng không? Thầy sẽ tìm cái màu tin có solution như thế này đi. Thầy sẽ sửa lại content của nó nhá, để các bạn thấy được cái vấn đề này. Thấy vấn đề thôi. Như vậy là đây thầy có công cụ search trong này. Thầy sẽ search cái màu tin có solute bằng cái chữ này. Thầy search nhá, để thầy tìm ra màu tin đó. À, màu tin này này, nhìn nhá. Và thầy mở một cái phần guộc ra, thầy sẽ tạo một cái đoạn văn bản cực kỳ dài thì vấn đề gì xảy ra, hiểu không? Đây, ví dụ đây thầy sẽ random một cái đoạn văn bản rất là dài đây. Random một cái đoạn là 30 10 cái nó ra không nhỉ? Rất là nhiều. Đây, copy cái này thử nhá. Đây này, nhìn rất là dài đây. Ví dụ thôi. Mà dài quá đi hả? Dài quá thì ta cái dài một trang là được, đúng không? Đừng dài quá mà gì? Không có tốt. Ví dụ như thế này, sửa một cái này cho thầy thử ra nha. Được chưa? Như vậy là dữ liệu của cái trường này rất là dài. Nhưng khi chạy lên các bạn nhìn thì nó dài, nó ra thế này nó xấu đúng không? À, như vậy ở đây ta lại có nhu cầu cắt bỏ cái phần này đi. Lấy một đoạn mô tả này thôi, lấy một đoạn ngắn thế này thôi này. Được chưa? Đây, như vậy thì các bạn thấy là đợt trước trên phòng lý thuyết thầy có hướng dẫn các bạn viết cho thầy một cái thư viện tên là str guộc đúng không? Limit á, là giới hạn lại á. À, thì giờ thầy không có lấy nữa. Đây, thì trong cái My string của thầy đây này, thầy cũng có viết ở dưới đây này. Đây cái file này không cho thầy gửi cho các bạn này đúng không? Còn đồn code này thì cho gửi đúng không? Được chưa? Rồi như vậy nếu chưa cho gửi thì nhìn trên màn hình này mình đã nha. Như vậy giờ ta sẽ để cái Facebook, để cái này vào trong gì? My class đúng không? Hình như chưa có đúng không? À, như vậy giờ đây ta sẽ đưa vào đây luôn.
À, và cái này thầy cũng là bấp lịch. Ồ, hình như có rồi ấy nhỉ. À, có rồi, đấy này, có trên rồi. Đấy này, có trên rồi. Ok chưa? Đây, như vậy có trên này thì khỏi. Ok ha. Như vậy giờ ta muốn xài cái này thì ta phải gì? Trên này ta phải yêu sinh gì? App model. Ồ, không phải model mà gì? Library, và tên là gì? My class, đúng không? Và ta sẽ thông qua my class này, ta sẽ gọi đến cái hàm đó. Như vậy ở đây ta sẽ gọi đến cái hàm đó, my class chấm, được chưa? str limit nha. Như vậy limit đây là mặc định là 14, được chưa? Thì ta lấy ngắn lại thì ta sẽ đi gì? Ta muốn lấy thêm thì ta đưa gì? Thêm vào. Ở đây thầy sẽ đưa vào là 34. Từ nhá, guộc limit. Chưa? Như vậy cái này nó sẽ chạy lại, nó lấy gì? 34. Thì nè. Được chưa? Ngon lành nhá, không phải là cho nó xô nó hết là toan nhá. Cái này chỉ là phần mô tả thôi. Rồi, xuống chỗ này là giá. Xuống ở chỗ này là giá thì ta phải thực hiện. Xóa cái này đi và ta copy thằng này, này bỏ vào này. Đấy, và ở đây ta cũng cắt cái này ra và ta sử dụng gì? Number format. Dán cái này vào và đổi là gì? Right hay right cell nhỉ? Đấy, right đi. Như vậy đây nó chạy ra là cái giá của nó này. Còn bài của chúng ta không có sai thì các bạn xóa đi nhá. Nhớ lại, bài của chúng ta không có sai thì ta xóa đi chứ đừng có để như vậy. Thầy thiết kế là thiết kế chung chung chứ không phải là thiết kế cho một gì? Trường hợp cụ thể. Ok. Còn xuống ở chỗ này thì ta sẽ in detail nó ra này. Chỗ này ta sẽ in detail nó ra này. Chỗ này in detail nó ra. Chỗ này nha. Được chưa? Đấy, dài, nội dung dài. Như vậy chỗ này ta in ra mà không cần cắt, đúng không? Đấy, không cần cắt nhá. Đấy, in ở chỗ này ra không cần cắt. Như vậy ta thực hiện là bằng in nó ra, không cần cắt. Rồi chạy lại, giờ nó lấy cái tên trong cơ sở liệu của thầy là thế này, đúng không? Thế chung giống thế này không? Được chưa? À, hai thằng này là từ cùng một nguồn. Nhắc một nguồn. À, tiếp tục ở chỗ này nó có cái gì? Cái hình. Như vậy ở đây ta sẽ in cái hình ra thì cái hình này. Hình này. À, hình ở đây không nhỉ? À, hình ở đây. Như vậy là hình ở chỗ này. Đấy, à, cái hình chỗ này đây. Và ta sẽ in cái hình là email nhá. Để như vậy các bạn xóa cái này đi. Cái này quýt cái này đi. Được chưa? À, rồi ở chỗ này ta in hình mà. In thì ta phải để trong gì? Email này. À, do bài của chúng ta là chỉ có một hình thôi, đúng không? Mà thiết kế của thầy nó có nhiều hình, đúng không? Như vậy ở đây các bạn lấy đài cái tấm hình này bỏ xuống đây luôn. Được chưa? Đấy, như vậy là giống, hình giống nhau. Rồi ở chỗ này ta sẽ sửa cái này gì? Được luôn ha. Đấy, như vậy giờ ta chạy lại này. Nó ra hình. Đúng ra là ở chỗ này nhiều hình á, thì khi kích vào nó sẽ lấy cái tấm hình đưa lên thế này. Thì cái đoạn mà đó là đoạn mà Java Script đây này, nhìn đây này. Được chưa? À, thì có nghĩa là khi các bạn kích chuột vào cái tấm hình này này, thì ta nó lấy ra URL của tấm hình này. Sau đó nó sẽ tìm ra phân tử cái hình ở trên và nó đổi cái URL của hình ở trên. Thế mà bài của chúng ta có một hình như vậy là không thấy được nha. Hiểu chưa? Nó đổi mà không có hiệu ứng. Dạ, đổi mà nó bay bay thì hiện còn nhìn thấy, mà đây đổi nó không thấy hiệu ứng luôn. Được chưa? Rồi, như vậy là xong cái phần ở trên này. Còn cái nút này là liên quan đến mua hàng thì từ từ ta xử lý sau ha. Rồi, xuống ở chỗ này ta có sản phẩm khác. Khác ở đây ta lấy theo tiêu chí là cùng loại. À, như vậy cùng loài thì cái này ta lại dề nữa. Được chưa? Rồi như vậy là ta sẽ lấy cùng loài. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt cái tên loài của nó. Thông qua cái sản phẩm này thầy sẽ lấy được tên loài. Đó là gì? Get ID bằng
product lấy ra category ID. Đấy, như vậy là thầy lấy get ID bằng cách này. Và lấy bằng cách này thì nó ra được cái này nè. Ra được cái mẫu, cái số máy số 6 nhá. Và số 6 thì ta phải đi dò trong cái thằng bên này. Và ta hỏi mày là số 6, mày có con hay không? Đúng chưa? Như cùng loài mà, loài thì phải có con thì cháu chắc chú chít thì đằng sau thì cũng gọi là loài. Như vậy ở chỗ này ta đã làm ở trong cái bài category đây rồi. Các bạn sang cái đường code category phía trên này này, từ chỗ này trở xuống này, từ chỗ này nhá. Đây, từ chỗ này, từ chỗ này này, các bạn đô từ cái chỗ lead cat này xuống chỗ này cho thầy. Copy luôn cái nùi này luôn cho thầy nhá. Được chưa? Rồi, sang bên này, dán vào. Có một chút xíu sửa đây nhá. Có một chút xíu sửa đây, nhìn này. Sửa thứ nhất là đây, là nó lấy từ get ID. Được chưa? Mà get ở trên này có không? À, như vậy get ID là thằng này này. Thằng này. Được chưa? Thấy có mấy chỗ có get ID nhỉ? Đây này chỗ nữa. Ok, đây là chỗ và đây là chỗ. À, cái này thì được lấy từ category. Như vậy ở đây ta cần thêm cái gì? Category nữa. Ok chưa? Rồi xong rồi thì xuống như này. Xuống như này ta sẽ lấy ra sản phẩm author cùng loại. Sản phẩm khác, được chưa? Và sản phẩm khác này thì câu lệnh truy vấn là vẫn là trạng thái khác màu. In sắp xếp và ở đây thầy lấy limit nó lại. Nhìn cái thiết kế của chúng ta 8 sản phẩm. Như vậy ở đây ta chỉ lấy tối đa 8 sản phẩm thôi. Được chưa? Và thứ hai, cùng loại là cái này rồi, nhưng phải trừ cái mẫu tin có ID này ra nữa. Như vậy ở chỗ này các bạn thêm cho thầy một điều kiện nữa. Trừ cái mẫu tin hiện tại ra. Như vậy ở chỗ này các bạn thêm cho thầy một điều kiện nữa, là trở thành hai điều kiện. Điều kiện đó là điều kiện gì? Điều kiện là trừ cái ID mà ta đang làm việc ra. Rồi lấy ra ID. À, trừ đây phụ đình này, là không lấy cái mẫu tin có ID này nữa. Được chưa? Tập trung nhìn đây. Mình hình biết xây không biết là đừng đang coi cái gì. Rồi như vậy là ta lấy cái mẫu tin này xuống thì ta in cái này ra. In ra thế này. Nhưng khi in thì các bạn cũng nên làm một công việc là nếu như mà không có mẫu tin cùng loại thì đừng có in. Như vậy trước lúc in thì thầy sẽ if vào đây. Count đếm lớn hơn 0 thì in. Đây. Chưa? Và in do ở chỗ này nó có nhiều sản phẩm thì đây, đây là sản phẩm thứ nhất. Đây, sản phẩm thứ hai. Như vậy những sản phẩm còn lại xóa đi, 7 sản phẩm còn lại xóa đi. Code mà giống thẳng hàng á thì xóa dễ lắm. Còn code mà chạy như con lươn á, nó không có hình thù gì hết á, thì các bạn mà muốn xóa dễ toán lắm nhá. Còn thầy cốt của thầy, cái này nó nằm ngang hàng với thằng này. Nó rất là dễ làm. Như vậy thì phải làm đẹp cốt lại. Đấy. AS. Ở trên ta đặt chữ pro rồi. Giờ đây ta đặt chữ item. À, thôi đặt chữ product đi. Biết sao đặt chữ product không? Biết không? Chắc không biết đâu. Vì ta sẽ gọi cái này vào nè. Mà cái này thì có chữ gì đấy? Product. Như vậy là mỗi lần chạy như vậy ta không in cái gì hết. Ta gọi cái tập tin bên kia sang.
require. Rồi tập tin tên là view as set, wrong end set, loaded item set. Xong đấy, xóa đi, không cần để lại nữa. Đấy ơi chạy, nó ra sản phẩm cùng loại được một chích cha rồi, thiếu cái gì rồi đó, hình như thiếu cái gì nhỉ? À, thang thằng này hình như thiếu cái này này, nếu nhầm là thiếu cái này, thiếu cái này đó. Thiếu cái này luôn, sorry, thiếu cái này. Rồi chạy lại thử nào. À, thằng này có rồi nè, thằng rau có rồi. À, như vậy con lâm thì nó thiếu thằng này. Đóng lại nó luôn, đưa vào đây. Vì cấu trúc là rau con lâm, còn cái này là thông tin. Đây. À, có người hỏi thầy ơi, ở giới này trình bày thêm chút được không? Ví dụ ở đây là trình bày 4 sản phẩm, bây giờ 6 sản phẩm được không? Thì chỉ cần đổi con số này thành con số khác đi. Được chưa? Ví dụ thay đổi thành 2 đi, thì thằng này nó sẽ thành là 6 sản phẩm. Được chưa? Như vậy thầy cũng muốn lồng cái đó vào bên trong là như vậy á. Rồi để lại 3. 3 là 4 sản phẩm trên 1 ký dòng thế này. Đây là sản phẩm khác. Ok. Đây. Như vậy ta đã làm được trân trùng là 1 này, sản phẩm theo loài là 2 này, được chưa? Chi tiết sản phẩm là 3 này. Thì ở đây sản phẩm theo thương hiệu, thương hiệu là thế này. Rồi, như vậy giờ ta làm luôn cái sản phẩm theo thương hiệu nhỉ. Ta đóng cái này đi.